Các bạn đang nghe Ở Đường Nguồn Tình, Sự Tình, Lời Mời Của Bốt Thần Bí, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tình cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì ngày hôm qua và ngày hôm kia, do cái máy tính của mình nó bị hỏng, lỗi win, và một máy thì lỗi win, một máy thì bị hỏng nguồn. Thì cái máy lỗi win thì mình đã khắc phục được rồi, còn cái máy hỏng hỏng nguồn thì mình cũng đã đem đi sửa, nhưng mà chắc là mấy ngày nữa mình mới mới mới, mới lấy được. Thì bây giờ mình còn đang sử dụng một cái laptop, nhưng mà cái này cũ rồi, chỉ có i3 thôi. Thế là lúc mà stream thì có thể là sẽ bị hơi giật một chút, có thể bị ngắt ngắt quãng do drop frame. Thế là các bạn hãy thông cảm nha. Cái tháng 7, cái tháng cô hồn ở Việt Nam này, là thực sự là mình cảm thấy là không phải là mình mê tín, mình cũng chả tin vào mê tín thế nào, nhưng mà thực sự mình đang 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 ở trong thời kỳ rất là đen. Quá nhiều sự việc xảy ra, nói chung là rất là đen đủi. Nên các bạn thông cảm cho Loki trong thời gian vừa rồi đã không thể luôn sát cánh của các bạn cũng như đọc truyện cho các bạn được thường xuyên. Các bạn hãy thông cảm cho Rocky nha, và cũng không thể đọc cho các bạn vào đúng cái giờ trước đây Rocky đã đọc được, vào tức là vào 8 giờ và 9 giờ tối hàng ngày, là hai bộ truyện vào 8 giờ và một bộ vào 9 giờ. Thì các bạn hãy thông cảm cho Rocky, vì bây giờ mình chỉ có đúng một máy thôi. Thế nên là mình stream trong hết một bộ thì mình mới stream được bộ kia. Nó rất là mất thời gian, nó không không được như trước là mình có cả hai máy, thì cái việc chỉnh audio mới chỉnh 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 video effect thì nó cũng dễ hơn, nó cũng nhanh hơn nữa. Còn cái máy này thì máy lab này máy cái máy này mình đang dùng thì nó cũng hơi lỗi, hơi đời cũ, đời nó cũ rồi, thì nó sẽ hơi bị chậm, nên các bạn thông cảm nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng mình, luôn ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Thank you. Tập 39, chương 126. Ánh mắt là tranh chất lóe lên có chút sợ hãi. Suốt dọc đường tới đây, nàng nghĩ đến những lời nói của hắn. Cho tới lúc này, khi hắn lần nữa nhắc tới những lời đó, khiến cho nàng càng thêm lo lắng. Thương yêu, anh biết sao nói như vậy sẽ khiến em hoảng sợ. Hay ta lỗi cho anh, vì anh không thể khống chế được trái tim mình. Đôi thương yêu nhìn nàng, ánh mắt đầy thâm tình, không cho phép nàng trốn tránh ánh mắt của hắn. Trước đây, anh tiếp cận em chỉ là muốn trả thù, vì chuyện của Liệt và Vũ mới đem em giữ lại bên mình. Nhưng tâm tình của em đã dễ dàng tác động tới tâm trạng của anh mọi lúc mọi nơi. Khi anh nhìn thấy em tươi cười với người đàn ông khác, nửa ghen trong lòng cơ hồ có thể thiêu đốt anh điên cuồng. Lúc nào anh cũng muốn được gặp em, nhìn ngắm nụ cười của em, nhìn dáng vẻ tỉnh táo của em, nhìn em hệt như một nữ cường nhân cùng đàn ông tranh đoạt thiên hạ. Nhìn dáng vẻ của em lúc yếu đuối khiến lòng anh chùng xuống. Tranh, giờ này anh mới biết, thì ra anh yêu em từ rất lâu rồi. Có lẽ từ lần đầu tiên gặp em, anh đã không kìm lòng được mà muốn có em. Anh yêu em đến điên cuồng. Trong mắt là Tranh thoáng hiện lên chút rung động cùng bối rối, nhưng nàng không rời mắt đi nơi khác mà vẫn nhìn vào gương mặt của hắn. Tranh, anh rất muốn biết tâm tư của em có phải cũng giống anh không. Hắn khẽ vuốt ve gương mặt nàng, nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng. Em yêu anh sao? Lại Tranh khẽ cắn nhẹ lần môi, muốn nói gì đó lại thôi. Đối tượng yêu tới vậy, đau lòng đưa tay xoa lên bờ môi của nàng, cúi đầu nói. Hiện giờ anh cũng không miễn cưỡng em nhất định phải yêu anh, nhưng hãy để anh ích kỷ cùng bá đạo. Từ khi anh hiểu được tâm tư của mình, anh vĩnh viễn không cách nào buông em được ra. Cho dù em không yêu anh cũng muốn giữ em lại bên mình cho đến ngày em yêu anh. Nếu như... Lại Tranh ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vĩnh viễn đều không yêu thì sao? Vậy cũng được nói cho anh biết, anh sẽ giữ em bên cạnh cả đời, cho đến khi chết, rời khỏi thế giới này. Em cũng được đứng trước bia mộ của anh nói rằng em không yêu anh, đừng nói bất kỳ điều gì hết. Đối tượng yêu nhẹ nhàng nói. Sao lại có người bá đạo như anh chứ? Lại Tranh tròn xoay đôi mắt, bị bộ dáng của hắn chọc cười, nhưng cố gắng nén xuống. Khi anh còn sống, em không thể cự tuyệt tình yêu của anh, đến lúc chết cũng không thể. Như vậy, chẳng phải em yêu anh hay không yêu anh cũng giống nhau hay sao?
Vậy đến khi nào em mới có thể nói cho anh biết đây? Người tình yêu thở dài một hơi, ôm chặt nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng. Vậy để kiếp sau đi, nếu như có kiếp sau, chúng ta tình cờ gặp nhau góc đường nào đó, vậy em hãy xoay người bước đi, đừng để anh nhìn thấy em. Bởi để anh nhìn thấy anh sẽ đem em giữ chặt bên mình, buộc em phải yêu anh. Là Trinh nghe mà cảm thấy trong lòng chua xót. Anh thật sự hy vọng có kiếp sau, bởi vì kiếp này sao đủ để anh yêu thương em. Hắn khẽ thân nhẹ bên tai nàng, giọng nói mang theo thâm tình vạn trùng. Là Trinh ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt dần hoen mở đôi mắt đẹp, xuyên qua màn lệ nhìn ngắm gương mặt cương nghị của hắn. Bàn tay nhỏ bé khẽ xoa lên gương mặt hắn, nhẹ nhàng nói. Không cần đợi đến kiếp sau, kiếp này em sẽ nói cho anh biết quyết định của mình. Lối tình yêu nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, hô hấp có chút dồn dập, không khó nhận ra hắn đang rất khẩn trương. Lối tình yêu, anh hãy nghe cho kỹ đây, anh là tên xấu xa, bá đạo, cuồng ngạo, khiến người ta không thể chịu nổi. Lạc Tranh đưa tay khẽ quệt đi dòng lệ trong mắt, càng nhìn rõ vẻ mặt khẩn trương của hắn. Anh biết rõ em là bạn gái, là vợ của Ôn Húc Khiên, vậy mà anh cũng không hề nề hà chiếm đoạt em. Anh thật xấu xa, xấu đến mức khiến đêm tân hôn em phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Em cần phải hận anh, em có quyền hận anh. Lui thường yêu đau lòng nhìn nàng. Xin lỗi em, tất cả đại vì anh quá muốn có được em. Hai mắt là Tranh đã đỏ hồng lên, nghẹn ngào nói tiếp. Nhưng mà em lại không có cách nào khiến cho mình không yêu anh. Có lẽ em yêu còn sớm hơn cả anh yêu em nữa, cho nên em rất đau khổ, thực sự rất đau khổ. Em Tranh. Đôi mắt Lôi Thường Yêu lập tức ngời sáng, tâm tình trong nháy mắt cũng trở nên cực kỳ kích động, đôi bàn tay lớn bóp chặt vai nàng. Em yêu anh, em vừa nói rằng em yêu anh. Phải, em yêu anh, em yêu người đáng hận là anh. Lại Tranh cũng khó mà đè nén cái lực cảm xúc đang không ngừng dâng lên trong lòng. Em biết rõ anh là người đàn ông nguy hiểm đến thế nào, cũng không ngừng nhắc nhở mình không yêu anh, nhưng em lại không cách nào không chế được bản thân mà yêu anh. Núi Thường Yêu, em hận anh đến chết đi được. Tại sao anh lại xuất hiện ở trong cuộc đời của em? Tại sao lại đem cuộc sống vốn yên tĩnh của em quấy rối cho tung lên? Nàng hướng về phía hắn hét lên, rồi lại đưa tay dùng sức đánh vào ngực hắn. Trên mặt Lôi Thường Yêu có chút biến đổi, lại nghe Lai Tranh thừa nhận tình cảm, khiến hắn không nhìn được mà nụ cười có chút ngu ngốc. So với tâm trạng kích động của Lai Tranh, sự phấn khích của hắn còn cao hơn rất nhiều. Anh cười, anh còn cười được. Lại Tranh có chút không thể tin nổi nhìn hắn, trong lòng nàng lúc này cảm xúc yêu hận đan xen, vươn tay kéo cổ hắn xuống, sau đó nhón chân lên chủ động hôn lên môi hắn. Chỉ là nụ hôn lần này giống như sự chút giận, bởi vì khoảnh khắc chạm môi vào hắn, nàng có chút tức giận cắn lên môi hắn. Lôi Thường Yêu chẳng những không có đẩy nàng ra, ngược lại còn đưa tay ôm chặt lấy nàng, tùy ý cho nàng phát tiết cơn giận lên môi hắn. Mặc dù có chút đau đớn, nhưng trong lòng hắn lại dâng trào cảm giác vui sướng. Một lúc sau, anh ngốc sao? Tiếu chút nữa em cắn nát môi anh, vậy mà anh vẫn còn cười được. Lại Tranh buông hắn ra, thấy gương mặt vui vẻ của hắn liền tăng mắc. Cả người của anh đều là của em muốn cắn cũng được, hành hạ cũng được, anh tuyệt đối không phản ứng lại. Hắn ôm lấy nàng, hai lòng nhìn thấy trong mắt tràn ngập tình yêu dành cho hắn. Không biết xấu hổ. Lại Tranh cố làm ra vẻ không vui, vừa muốn thoát khỏi hắn, lại bị hắn giữ lấy. Lúc này, hắn đổi bị động thành chủ động, đặt lên môi nàng một nụ hôn triền miên, cuốn lấy lưỡi nàng không ngừng mút vào. Nụ hôn của hắn mang theo nhu tình nồng đậm, khiến cho nàng như đắm mình vào trong đó. Mùi hắc hương thoang thoảng như câu dẫn linh hồn nàng, mê hoặc thân thể nàng, khiến nàng cam tâm tình nguyện chìm đắm. Anh yêu em. Những lời yêu thương của hắn vừa nhẹ nhàng vang lên, từng lần lại từng lần chạm vào tận sâu thẳm trong linh hồn nàng. Lại Tranh thật sự bị cảm động sâu sắc. Trong bóng đêm nồng nàn tâm tình, nàng không ngừng dao động, vừa có chút vui mừng, vừa có chút bất an. Nàng cũng ôm chặt hắn hệt như vậy, giống như một đứa bé vô lực bước vào trong rừng rậm, nhẹ nhàng nói. Thương yêu, em đang nằm mơ sao? Em thực sự có được tình yêu của anh sao? Sự kiên cường của phụ nữ cũng chỉ là tương đối. Khi quan tâm đến một người hay một việc nào đó, nàng cũng sẽ giống như những người phụ nữ khác, dần trở nên bất an, không cách nào cảm thấy thoải mái. Ngũ quan cương nghị đầy tinh tế của hắn hiện rõ trước mặt nàng, những đường cong tuấn mỹ vô cùng hoàn hảo khiến nàng luôn cảm thấy có chút tự ti. Bởi vì Lôi Thương Nghiêu quá mức ưu tú như vậy, hắn cũng có thể thật sự yêu nàng hay sao? Thân hình đàn ông cao lớn rắn giỏi ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của người phụ nữ trong ngực, dưới ánh trăng bóng dáng hai người họ như hòa làm một.
Nhà đầu ngốc, người cảm thấy nằm mơ phải là anh mới đúng. Hắn nhìn vào đôi mắt của nàng, dịu dàng nói. Em thường khiên như vậy, kiêu hãnh như vậy, khiến anh thật sự rất sợ mất đi em. Nhiều lúc anh thật muốn đem em thu nhỏ lại, nhét vào trong túi áo, để có thể mang theo em mọi lúc mọi nơi. Anh biết rõ tình yêu của anh đối với em sẽ là sự trói buộc, nhưng hết thảy quá muộn. Anh yêu em, cả đời này đều muốn toàn tâm toàn ý để yêu em. Thương yêu, Lạc Trình kích động ôm lấy hắn. Đây là chuyện mà nàng luôn muốn làm từ khi biết rõ được tình cảm của hắn dành cho mình. Cuối cùng, hôm nay nàng cũng được làm chuyện này. Lúc này, nàng không muốn suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác, không muốn phải bận tâm đến thân phận của cả hai, thậm chí không muốn nghĩ tới lời cầu xin của chú Nêm Uê. Thiết kế của nơi này không hề giống với căn biệt thự mà nghiêng về khu nghỉ dưỡng sinh thái. Từ mỗi căn phòng đều có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên với góc độ tốt nhất. Điều đó chứng tỏ bản thiết kế nơi này từng đều chỗ đều tỉ mỉ, độc đáo tới nhường nào. Đây thật sự do anh thiết kế khi mới 18 tuổi sao? Lạc Tranh khẽ nhéo tay, lúi thương yêu, ánh mắt tò mò như một đứa trẻ. Mỗi một góc đều muốn tận mắt ngắm nhìn, rồi lại vô cùng kinh ngạc. Đứng từ ban công phóng tầm mắt vào mặt đêm trước mặt, nàng cảm thấy cơ hồ đôi tay ra có thể hái được từng vì tinh tú trên bầu trời. Lưới tình yêu từ phía sau nấy nàng, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn như bạch ngọc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy thì có gì kỳ lạ đâu? Nhưng khi đó anh mới chỉ có 18 tuổi. Lạc Tranh khẽ nghiêng đầu, không dám tin, nhìn hắn như thể nhìn một vị thần cao cao tại thượng. Ừ, lúc ấy vì bản thiết kế khu nghỉ này còn bị ông nội mắng cho một trận. Lưới tình yêu mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng trả lời. Khi ông nội biết anh thích thích kiến trúc, đã rất tức giận đến nỗi mặt mũi đều xám xịt lại. Ông muốn chỉ muốn anh theo nghiệp kinh doanh mà. Lạc Tranh đau lòng nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới những lời mà Nệt đã từng nói. Thương yêu từ nhỏ đã mất cha, mẹ lại không ở bên cạnh, chắc chắn từ bé đã rất vất vả. Nghĩ từ đây, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một hồi chua xót, kìm lòng không nổi, nên quay người lại mà ôm chặt lấy hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vùi vào trong ngực hắn. Em làm sao vậy? Lưu Thương yêu có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động bày tỏ tình cảm với hắn như vậy. Không có gì, em chỉ là cảm thấy rất đau lòng với anh mà thôi. Lạc Tranh nhẹ nhàng trả lời, lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Em bây giờ thấy thật hận bản thân mình. Nếu ngay từ đầu em đã có dũng khí nói yêu anh, như vậy thời gian chúng ta yêu nhau có thể được rất nhiều. Lưu Thương yêu nghe vậy, trong mắt tràn ngập ý cười cùng thâm tình, dịu dàng ôm chặt lấy nàng, cúi đầu nói. Hiện giờ cũng không buồn, anh rất cảm ơn ông trời đã ban em cho anh. Để anh có thực sự cảm thấy được mình đang sống. Lạc Tranh ngẩng đầu, đáy mắt lộ rõ chút suy tư, dường như đang nghĩ tới điều gì đó, muốn nói ra nhưng lại nuốt trở vào. Em muốn nói gì? Lưu Thương Nghiêu càng ngắm nàng càng động tình, không nhịn được khẽ cúi xuống, hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng. Lạc Tranh khẽ thở dài một hơi. Em biết, trong một đêm đẹp như thế này thì không nên phá vỡ sự tĩnh lặng của nó, nhưng công chúa phải làm sao đây? Em đã nhận lời với cô ấy. À, cô ấy thật sự rất yêu anh. Lạc Tranh lại vùi mình vào trong ngực hắn, đem những lời sắp tốt ra nuốt ngược trở lại. Em nhận lời cô ấy chuyện gì? Lưu Tình Yêu đương nhiên không hề lãng tai, cho dù nàng có chuyện đề tài, hắn vẫn có thể nghe ra một nửa câu nói của nàng. Không có gì. Lạc Tranh không muốn khơi nên quá nhiều rắc rối. Nàng đã đoạt mất người yêu của công chúa, sao còn có thể sau lưng cô ấy nói này nói nọ. Khẽ nhíu mày, nàng nhìn vào đôi mắt của hắn, giọng nói lộ ra chút hờn dỗi. Đây là biểu hiện của tình yêu sao? Giống hệt như song điệu quan tòa vậy. Đáng ghét. Đâu có. Lưu Tình Yêu thấy nàng bé nhau như vậy, trái tim như muốn tan chảy, kim lòng không nổi khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Anh chỉ sợ em nhận lời cô ấy, chuyện không lên nhận lời mà thôi. Nên nhớ, nếu anh đã quyết định yêu em, thì anh sẽ không để cho em phải chịu ủy khuất. Đôi mắt đẹp của Lạc Tranh chợt sáng lên. Cái gì gọi là nhận lời? Những chuyện không lên nhận lời chứ. Ví dụ như em sẽ rời khỏi anh, hoặc là không yêu anh nữa. Lưu Tình Nghiêu cúi xuống ngắm nàng. Anh sẽ tự mình nói rõ mọi chuyện với Đêm Mê, ngày mai sẽ lập tức nói luôn, không chậm trễ thêm một phút nào nữa. Vậy vì sao bây giờ không đi luôn đi? Lạc Tranh cúi nhìn cười, nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi. Lưu Tình Nghiêu đưa tay véo nhẹ cái mũi xinh của nàng. Nhà đầu này, em cố tình trêu chọc anh phải không? Đêm chỉ thuộc riêng về anh và em, anh không muốn ở bên bất kỳ người phụ nữ nào khác. Nói không giống như em đẩy anh đi luôn vậy. Lạc Tranh cảm động nhìn hắn, khẽ sâu một hơi, cả người dựa vào người hắn, khuôn mặt vùi ở trong ngực hắn.
Dưới đèn mờ ảo, mái tóc đen nhánh che đi phần nào gương mặt của chút lo lắng của nàng. Khẽ nhắm mắt lại, hàng mi dài cong vút dập bóng đêm trên gương mặt nàng trắng trẻo, khiến nàng càng thêm quyến rũ. Thân yêu, thật ra em là người nhát gan, em không hề dũng cảm như vẻ bề ngoài của mình. Em rất sợ, thật sự sợ chúng ta liệu có thể đi tới ngày cuối lại phải chia ly. Dáng vẻ của nàng lúc này thực sự rất mỏi mệt, tự như một con búp bê không còn sinh khí, mặc cho nhẹ nhàng ôm lấy. Gương mặt cương nghị của Lôi Tương Nghiêu tràn ngập vẻ ôn nhu, cúi xuống ngắm nhìn vẻ yếu đuối trên khuôn mặt của nàng, ngón tay thon nhẹ dài vuốt lên khuôn mái tóc óng ả. Nhìn nàng thế này, hắn thực sự rất đau lòng. Không phải sợ, hết thảy mọi chuyện hãy để cho anh. Nếu như anh đã dám yêu em, anh sẽ có sự chuẩn bị hết thảy mọi việc. Hắn siết chặt lấy thân hình nhỏ bé vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Nếu em yêu anh, hãy tin tưởng anh, được không? Thương yêu, em tin anh, em cũng yêu anh. Lại tranh có chút khẩn trương ngẩng đầu lên. Tình cảm của Louis 14 và tranh đều chân thành như vậy. Kết quả, em rất muốn dũng cảm, nhưng em lại sợ mất anh. Thì ra em đã biết chuyện của cha mẹ anh. Nuôi tình yêu cũng không cảm thấy tức giận, mà chỉ nhẹ nhàng xác nhận lại. Vâng. Loài tranh khẽ gật đầu. Là Liệt nói cho em biết, cô ấy không có ý gì xấu, chỉ là muốn kể cho em nghe chuyện cha mẹ anh mà thôi. Chuyện cha mẹ qua lập một trường bi kịch, về phần Louis 14, tổ tiên của anh thì đã là chuyện rất xa xưa rồi, xưa đến nỗi không đáng để nhắc tới nữa. Hắn ôm lấy lại tranh đi tới sofa ngồi xuống, khiến cả người nàng đều dựa vào người hắn. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, như muốn an ủi sự khủng hoảng trong lòng nàng vậy. Anh biết rõ em đang lo lắng chuyện gì, yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không bước vào con đường của cha năm xưa. Là tranh ngẩng đầu, tầm mắt dừng trên gương mặt hắn hồi lâu, vô cùng tĩnh lặng. Bộ dáng của nàng lúc này khiến Nuôi Tương Nghiêu có chút tức cười. Ai nói em không thể nhát gan chứ, cho dù nhát gan cũng không có ai giễu cợt em hết. Em là người phụ nữ anh yêu, thích làm gì thì cứ làm, chỉ cần mãi mãi đừng rời khỏi anh là được rồi. Là tranh không nhịn được bật cười tiếng giòn tan, hạnh phúc ôm chặt lấy hắn, hít một hơi rất sâu để cho một hương đặc trưng của hắn hoàn toàn bao phủ thân thể nàng. Thương yêu, em thật hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc này mang theo chút áy náy. Có thể thấy rõ sức khỏe của công chúa không được tốt, cô ấy sẽ không tiếp nhận được sự thật này mất. Thật ra phải trách anh đã sớm hiểu rõ tâm tư của mình hơn, thì sẽ không khiến cô ấy hiểu lầm lâu đến vậy. Lôi Tương Nghiêu khẽ cất lên những lời tận đáy lòng. Cho tới giờ, cuộc hôn nhân đó trong suy nghĩ của anh không hề có chút ý nghĩa nào. Anh vốn cho rằng hôn nhân môn đăng hộ đối cũng không có gì đáng kể, cùng người phụ nữ nào kết hôn cũng như nhau chả thôi. Cho nên năm đó anh mới đồng ý hôn sự này. Cho dù anh không nhận lời thì ông nội cũng sẽ tìm lấy những đám khác trong gia đình hoàng gia lân cận. Cho nên anh mượn cô chú để làm bia đỡ đạn. Thương yêu, có lẽ là em quá nhạy cảm, nhưng em luôn cảm thấy quan hệ giữa công chúa và gia tộc anh rất mật thiết. Không biết... Lại tranh thực sự không nén được lòng hiếu kỳ, khẽ cất tiếng hỏi. Lôi Tương Nghiêu như nhìn thấu tâm tư của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, cười khẽ một tiếng. Không phải em cũng biết chuyện của công chúa rồi sao? Có muốn kể gì nữa đây? Em biết rõ là anh không có dùng cô ấy làm lá chắn mà. Lại tranh khẽ chu miệng rồi bật cười. Nàng biết hắn cũng có ý định giấu giếm nàng chuyện gì. Lôi Tương Nghiêu điều chỉnh lại tư thế, thở một hơi dài, rồi đem chuyện liên quan tới Đôi Mê kể lại cho nàng. Đôi Mê là cô công chúa được sủng ái nhất trong vương thất Monaco, nhưng cũng là cô công chúa khiến người ta đau lòng nhất. Mối quan hệ giữa gia tộc Louis và vương thất Monaco khá hữu hảo. Đời trước có tiền lệ hôn nhân, cho nên đời Louis Tương Nghiêu, ông nội hắn đương nhiên cũng có ý định này. Bởi vì quan hệ giữa hai nhà rất thân thiết, nên Đôi Mê cũng đã sớm biết tới các thành viên trong gia tộc Louis. Đặc biệt cô lại cực kỳ ái mộ Louis Tương Nghiêu. Khi hai nhà có ý tưởng này, tuy Louis Tương Nghiêu không chút hứng thú, nhưng cũng không thẳng thừng cự tuyệt. Cha mẹ hắn là một ví dụ điển hình để hắn hiểu rõ việc sinh ra trong gia đình vương thất, tình yêu là thứ căn bản không hề tồn tại. Cho dù có tồn tại cũng sẽ không phát sinh trên người hắn. Do đó từ trước tới giờ, hắn đối với công chúa cũng thế, người phụ nữ khác cũng vậy, đều vô cùng lạnh lùng. Không muốn dây dưa chút tình cảm nào, cứ như vậy mối liên hệ giữa hai nhà bình lặng trôi qua. Liệt và Vũ là em trai của Lôi Tương Nghiêu yêu thương nhất, cho nên hắn thường tới lâu hải thăm họ. Sau đó Đôi Mê cũng quen với anh em sinh đôi này, cô chơi khá thân với hai người. So với Liệt thì Vũ hoạt bát hơn rất nhiều, nên thân với công chúa hơn. Cậu ta cũng thường đưa công chúa đi khắp nơi du ngoạn, nên đã khiến trong nội tức giận không ít lần.
Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì sức khỏe của công chúa từ nhỏ đã rất yếu. Thứ nữa là cô đã có hôn ước với Thương Nghiêu. Cứ đi cùng Vũ như vậy thực sự là rất kỳ cục. Nhưng Vũ chưa bao giờ để ý đến những điều đó. Cho dù công chúa không tới lâu đài, cô ta cũng tới chủ động tìm cô. Đối với việc này, Lôi Thương Nghiêu cũng không mấy quan tâm. Hắn cho rằng so với mình thì Vũ thích hợp với công chúa hơn. Hai người họ tuổi tác tương đương, không tồn tại khoảng cách giữa hai thế hệ, không giống như hắn. Hắn thực sự không có thời gian dành để đi dỗ dành một cô bé kém hơn mình mười mấy tuổi. Tình hình như vậy cứ lặng lẽ duy trì suốt tại thời điểm 4 năm trước, cho đến khi Vũ xảy ra chuyện. Tìm lại tranh cơ hồ cũng ngập đợt này lúc này. Thương yêu, ý anh là công chúa hiện giờ như vậy là có liên hệ với Vũ? Cũng có thể nói như vậy. Lưới Thương Nghiêu ngẩng đầu lên, bên môi thoáng hiện đến vẻ nghiêm trọng. Nói cho đúng thì sức khỏe công chúa trở nên tệ hơn là do liên quan trực tiếp đến chuyện 4 năm trước. Lại tranh có chút ngây người. Vũ là đứa trẻ bị chiều hư, à không, nói chính xác là bị anh làm hư. Vũ so với Liệt thì lại càng tùy hứng hơn, mà từ khi sinh ra nó đã mang trong dòng máu cá tính phản kháng mãnh liệt. Khi nó biết ông nội cấm nó qua lại với công chúa, nó chẳng những không nghe mà còn lui tới thường xuyên hơn. Núi Thương Yêu ôm lấy Lạc Tranh, chậm rãi kể. Anh đoán nó hẳn là rất thích công chúa, nếu không sẽ không phản kháng đến vậy, hoặc đó là một dạng phương thức chống đối của nó. Tóm lại, khoảng thời gian trước kia, nó rất thích ở cùng một chỗ với Đê Mê. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, muốn nói gì đó lại thôi. Em sao vậy? Lạc Tranh nhạy cảm phát hiện hắn có chút bất thường. Không có gì, anh chỉ muốn nói là công chúa Đê Mê là một người rất lương thiện, cô ấy không có sự đề phòng với bất kỳ ai. Hơn nữa, Vũ lại vô cùng hoạt bát, nên cô ấy đương nhiên chẳng có lý do nào để cự tuyệt cả. Lối Thương Nghiêu nhẹ nhàng lái câu chuyện sang một hướng khác. Chuyện về Vũ và Đê Mê phát sinh quan hệ, hắn không nói với nàng bởi vì hắn cảm thấy con nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lạc Tranh nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tiếp tục truy hỏi thái độ kỳ lạ vừa rồi của hắn. Em đang gặp công chúa. Cô ấy là người dịu dàng và thân thiện. Lôi Thương Nghiêu nhìn nàng cười nhẹ một tiếng, tỏ thái độ đồng tình, rồi tiếp tục kể lại câu chuyện xưa cho Lạc Tranh nghe. Thật ra lúc trước Thương Nghiêu từng giấu Lạc Tranh một chuyện, đó là vào đêm Vũ xảy ra chuyện. Trên xe, không chỉ có mình cậu ta, mà còn có cả Đê Mê. Lúc đó Vũ đưa Đê Mê cùng tham dự dạ tiệc, không ngờ lúc trở về lại gặp phải kết cục bi thảm. Bọn sát thủ được thuê, kể ra cũng có chút đạo đức nghề nghiệp. Ý như bọn chúng không thấy sắc nổi lòng tham, chỉ một mực đối phó với Vũ. Không ngờ rằng Đê Mê lại xông tới bảo vệ Vũ. Kết quả, cô cũng bị đâm hai nhát, trong đó một nhát gần ngay vị trí trái tim. Đê Mê ngất đi, khiến cho bọn sát thủ lương tâm. Cô đã chết, mình khiến cô định vứt xuống biển. Chúng vứt thi thể Vũ xong, đoàn chuẩn bị ném Đê Mê đi, thì có ánh đèn xe khẽ lóe lên, khiến chúng vội vã bỏ trốn. Đê Mê được người qua đường cứu đưa tới bệnh viện, còn giúp báo cảnh sát. Khi người cổ gia tộc Louis biết đến chuyện này chạy tới bệnh viện thì công chúa cũng thoát được giai đoạn nguy hiểm. Sau ca phẫu thuật hơn 8 giờ đồng hồ, tuy công chúa không mất mạng nhưng các tế bào trong cơ thể cô cũng đã rơi vào tình trạng suy kiệt. Nói cách khác, cho dù cứu được cô vào lúc này thì trái tim của cô cũng sẽ uy yếu dần đến cái chết. Biện pháp duy nhất chính là trong vòng 48 giờ đồng hồ phải nhanh chóng tìm được tế bào thích hợp để tiến hành cấy ghép. Lôi Thương Nghiêu quyết định dù thế nào cũng phải bảo toàn tính mạng cho Đê Mê, thậm chí còn bỏ ra một số tiền lớn để tìm kiếm nguồn gốc tế bào thích hợp. Đáng tiếc, tuy có rất nhiều người tham gia kiểm tra nhưng lại không có ai phù hợp. Cuối cùng, bác sĩ phát hiện ra tế bào tim của Vũ khá tương thích, tuy không được 100% nhưng có thể cứu vãn tính mạng của công chúa. Bởi vì thời gian có hạn, Lôi Thương Nghiêu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý để bác sĩ tách lấy những tế bào còn hoạt động trong cơ thể Vũ để tiến hành ghép cho Đê Mê. Sau ca phẫu thuật thành công, nhưng do sự thương tích không phải tuyệt đối, cho nên lâu sau liền xuất hiện biến chứng. Cho tới giờ, Đê Mê đều phải dùng thuốc để duy trì sự sống. Sau khi công chúa xảy ra chuyện không may, người trong hoàng gia Monaco cũng suy sụp tới cực điểm. Mà lúc này, Lôi Thương Nghiêu liền đứng ra đồng ý cưới công chúa. Quyết định này của hắn đã khiến cho cuộc diện rối tung được vãn hồi. Em vừa nói gì? Trái tim công chúa hiện giờ phải trải qua cuộc phẫu thuật cấy ghép với tế bào của Vũ. Lại tranh kinh hãi đến cực độ, đứng bật dậy, nhìn giữ Lôi Thương Nghiêu. Đúng vậy. Lại tranh thật không dám tin những gì mình vừa nghe. Anh nghe nói phẫu thuật cấy ghép như vậy cần rất nhiều điều kiện. Tế bào của Vũ đã không tương thích hoàn toàn, sao có thể đem cấy ghép cho cô ấy chứ? Nếu như lấy từ cơ thể sống để cấy ghép thì tỷ lệ thành công sẽ 100%, nhưng lúc đó đã không có thời gian,
Nếu như không cứu công chúa thì cô ấy cũng sẽ không sống nổi đến một tháng, không còn cách nào cả. Vậy là ý tứ của vương thất Monaco. Đối tượng yêu chậm rãi nói, như vậy là phạm pháp. Là tranh thật sự không dám tưởng tượng, ngay lắc đầu, thật sự không đồng tình. Để có thể giữ lại tính mạng cho cô ấy, cho dù phạm pháp cũng đành. Hắn khẽ thở dài một hơi. May mắn là đã thành công, nếu không công chúa sao có thể bình an vô sự tận bây giờ. Tuy rằng thân thể cô ấy rất yếu ớt, nhưng vẫn còn hơn là mất đi tính mạng. Lại tranh sẽ khát đầu, có lẽ trong tình cảnh đó cũng không còn biện pháp nào khác. Bởi cái chết của Vũ làm liên lụy tới công chúa, nên anh đã đáp ứng cuộc hôn nhân này, cũng như muốn chuộc lỗi. Sau này mới biết, thì ra Vũ thực sự thích công chúa, mà công chúa lại vì nó mà bị thương, nên anh chỉ có thể làm vậy mới khiến Vũ được an lòng. Lưu Tử Nghiêu trả lời bằng thái độ vô cùng nghiêm túc. Cho nên 4 năm nay, anh đều tận lực dùng tâm tư của mình để chăm sóc đê mê. Vương thất Monaco cũng an tâm giao cô ấy cho anh. Còn anh hy vọng cả đời này cô ấy sẽ thể sống một cuộc sống bình an, không lo nghĩ. Vẻ mặt Lạc Tranh lộ rõ vẻ lo lắng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy bàn tay Lưu Tử Nghiêu. Dáng vẻ của nàng lúc này khiến trái tim Lưu Tử Nghiêu như tan chảy. Hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thâm tình. Nếu như không có em, chẳng bao lâu sau anh sẽ chính thức cưới đê mê làm vợ. Nhưng anh chỉ có thể phụ lòng cô ấy mà thôi. Em đúng là một tiểu yêu tinh, chiếm lấy tất cả tâm tư của anh, một chút không lưu lại cho người phụ nữ khác. Anh không cách nào chấp nhận người phụ nữ khác trở thành vợ của mình. Lạc Tranh, em hại anh trở thành người đàn ông bội bạc, phải làm sao bây giờ đây? Anh... Lạc Tranh nhận thấy ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia đùa cợt, nên đưa tay khẽ đập nhẹ hắn một cái. Anh còn có tâm tư nói giỡn sao? Em thật sự rất lo cho công chúa. Anh nói rồi, tất cả hãy giao cho anh. Anh sẽ lo, em không cần phải lo lắng. Hắn vừa nói, vừa lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, sau đó đưa lên môi khẽ hôn lên từng đầu ngón tay thanh mảnh. Thương yêu. Nàng ngước mắt nhìn hắn, giọng nói ngọt ngào đầy tình ý, hệt như dòng suối ngọt mát chảy vào tận đáy lòng hắn. Hắn cúi xuống tìm kiếm cắn môi mềm mại của nàng, tận tình mút lấy hương vị ngọt ngào của nó. Mà nàng lúc này đây hoàn toàn nghênh hợp với hắn, thậm chí chủ động cuốn lấy lưỡi hắn, buông lỏng hết thảy mọi sự bất an ở trong lòng. Nụ hôn của hắn càng lúc càng mãnh liệt, tự như dã thú gặm cắn môi nàng. Đã không còn sự ngăn cách về mặt cảm xúc, hai người họ lại khăng không có chút kinh kỵ nào. Khi bàn tay to của hắn tiến đến ngực nàng, mang theo cảm xúc chí mạng, nàng không khỏi một tiếng xấu hổ đỏ bừng mặt. Tranh, anh không cần em làm gì hết, chỉ cần yêu anh là đủ rồi. Miệng hắn kề sát bên tai nàng, rồi dịu dàng hôn lên vành tay xinh xinh. Không cần sợ, từ nay về sau, anh không muốn chỉ quang minh chính đại yêu em, mà còn muốn cho tất cả mọi người biết, chỉ có Lạc Tranh em mới xứng làm vợ của anh. Tự mãn, anh đồng ý gả cho anh. Tìm Lạc Tranh không khỏi đập loạn lên. Lưu Tử Nghiêu nghe xong, lập tức siết lấy eo nàng. Không muốn sao? Vừa mới không muốn xong. Lạc Tranh khẽ trừng mắt đến hắn. Lưu Tử Nghiêu khẽ cười, lắc đầu. Cưng, đã muộn rồi, đã quá muộn rồi. Không đợi Lạc Tranh kịp phản ứng, Lưu Tử Nghiêu đã bế bổng nàng lên, sau đó đi thẳng vào trong phòng ngủ, đem cả người nàng áp xuống giường. Không đúng, là anh vừa nói có ẩn ý. Nàng nhẹ nhàng chống khuỷu tay lên ngăn hắn lại. Anh có việc còn giấu em phải không? Phải. Lưu Tử Nghiêu cũng không định nói dối nàng, trả lời cực kỳ dứt khoát. Lạc Tranh nghe mà sững sờ, nàng không ngờ hắn sẽ thoải mái thừa nhận như vậy. Thấy vẻ mặt ngây ngô của nàng, hắn than nhẹ, lại không kìm lòng được mà cúi xuống hôn nàng. Trên ngực nàng, hông nàng, bụng nàng đều in dấu dày đặc những nụ hôn ướt át của hắn. Hôn tới đâu, hắn đem quần áo trên người nàng kéo tới đó, khiến cho làn da trắng mịn như sữa hoàn toàn lộ rõ. Anh nên dục vọng đầy hấp dẫn hắn. Không được, anh còn chưa nói rõ ràng. Lạc Tranh bất mãn kháng nghị. Tuy thân thể nàng đã sớm khuất phục và dán chặt lấy hắn, nhưng nàng vẫn cố gắng dùng lời nói để ngăn bớt hành động cuồng dã của hắn. Tranh, đợi thời cơ chín muồi, anh tự nhiên sẽ nói cho em biết, cho nên cho anh thêm thời gian được không? Hắn cười khẽ, ngữ điệu đầy vô cùng nghiêm túc. Lạc Tranh rốt cuộc thỏa hiệp. Không biết tại sao, nàng rất tin tưởng hắn có thể vì nàng an bài hết thảy. Cảm giác an toàn như vậy, nàng chưa bao giờ có. Nở nụ cười vô cùng mê người, nàng vòng tay qua cổ hắn, mặc cho hô hấp đã trở nên thô cát của hắn, lướt trên thân thể mềm mại của nàng. Nhìn nàng bằng ánh mắt đầy trìu mến, Lưu Tử Nghiêu kéo nàng sát lại hắn, đưa tay nhẹ tách hai đùi nàng ra. Đừng! Lạc Tranh cảm thấy xấu hổ, vội vàng khép hai chân lại.
Lui Tư Nghiêu cười khẽ, nhìn Lạc nói. Đừng ngờ động, như vậy rất đẹp. Vừa nói, hắn lại đem tân nản tách rộng ra, bàn tay không ăn vận lập tức trượt xuống. Thưa Nghiêu, anh thật xấu. Lạc Tranh có chút muốn xoay người tránh đi, nhưng Hà Thầy lại bị hắn giữ chặt lấy, khiến hắn nhanh chóng trở lại vị trí cũ. Ngón tay Lôi Tương Nghiêu dần dần trở nên tham lam, nhìn ngắm bộ dáng mê người của nàng, đôi mắt hắn như ánh lên tình yêu bất tận. Anh xấu cũng là do bị em dụ hoặc, con mèo nhỏ mê người. Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên bên tai nàng, mang theo ý cười tà, động tác vuốt ve thân thể nhỏ nhắn cũng dần trở nên lớn mật. Lạc Tranh khẽ bật ra tiếng ngâm nga mê hồn, thân thể nhạy cảm giữ sự kích thích của hắn, không cách nào kìm nén sự hưng phấn, lại bắt đầu run rẩy không ngừng. Ngón tay của anh cũng bị em bẻ gãy, Tiểu Tinh. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đã đỏ ửng hồng của nàng, cất tiếng cười tà mị. Thầy Nghêu, đáng ghét, anh có thể ngại ngại, em sao? Đừng. Thanh âm của Lạc Tranh đã trở nên mềm yếu vô lực, lời phản kháng yếu ớt của nàng đã trở thành lời mời hấp dẫn nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị tình dục tiêu đốt, giờ mang tiếng vẻ ngượng ngùng khó tả. Nếu giờ dừng lại, cả đời này anh sẽ cảm thấy hối hận. Tranh của anh trời em yêu anh đã lâu lắm rồi. Hắn lần nữa kéo hai chân nàng ra, ám hạ thân cứng rắn của mình, sát hoa viên bí mật của nàng, nên nàng cảm nhận được dã thú của hắn sớm đã trở nên căng trướng. Lại Tranh như chìm vào trong giấc mộng kỳ lạ, tay chân của nàng như bị một thứ xiềng xích vô hình quấn lấy, khiến nàng vô lực nhúc nhích. Đây là một loại cảm giác không cách nào mô tả thành lời. Lúc trước, nàng luôn cho rằng trong lòng Lôi Thương Yêu không hề có tình yêu dành cho nàng. Cho nên, sau mỗi lần kích tình tuồng dã, khi cơn mê đắm tan đi, thì chỉ loại còn lại cảm giác cô đơn cùng đau nhức. Nhưng lúc này đây, khi hắn cơn lòng sóng lớn ập tới, cuốn đến nàng. Sự giao hòa giữa hai người yêu và được yêu tiếp xúc càng thêm cuồng nhiệt. Giờ khắc này nàng không muốn bị động. Hắn là người đàn ông nàng yêu, nàng đương nhiên không muốn che giấu tình cảm của mình. Có được tình yêu của hắn khiến nàng thực sự hạnh phúc. Khẽ cắn nhẹ làm môi, thân thể có chút cảm giác căng thẳng, bàn tay nhỏ bé của nàng biến chủ động trượt xuống, buông thả dã thú giữa hai chân hắn. Lúc chạm phải nhiệt độ nóng bỏng của nó, nàng thật có chút kinh hãi, hơi giật tay lại. Hồi đến em rồi, bảo đối với anh. Đối tình yêu bộ dáng của nàng chọc cười. Nàng rất ít khi chủ động chạm vào con quái vật của hắn, đương nhiên sẽ bị dọa cho sợ. Khẽ giữ lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, hắn kéo tay nàng trở lại, đặt lên dục vọng cứng rắn nóng bỏng của mình. Đầu ngón tay nàng khẽ run, đụng với quái vật nóng bỏng kia, muốn né, lại bị hắn giữ chặt lại, khiến bàn tay nàng đã bao lấy dã thú của hắn. Bàn tay mềm mại của nàng khiến hắn bất giác há miệng thở dốc, ngự lòng trong tay nàng không ngừng bạch trướng. Khuôn mặt hắn lúc này cực kỳ tà mị, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thì đỏ ửng lên đầy thẹn thùng, hệt như thiếu nữ chưa từng biết đến hương vị ái tình. Lúc này tuyệt đối khác so với những lần kích tình trước đây, bởi vì nàng biết qua đêm nay quan hệ giữa nàng và hắn sẽ bước sang một trang mới. Muốn sao? Muốn anh sao? Giọng nói trầm khàn quán vang lên, mang theo sự quyến rũ đầy mê hoặc. Nơi ngực nàng không ngừng phập phồng kịch liệt, nhưng Lạc Tranh vẫn dũng cảm nhìn vào đôi mắt đen thẳm của hắn, dịu dàng nói. Muốn, tôi nghêu, em muốn anh. Nàng không muốn né tránh thêm một phút nào nữa, ở bên hắn như thế này, nàng thật sự muốn buông thả bản thân mình. Chương 127, tình yêu tuyệt vời. Sáng vẻ thanh lệ trong hồn như dòng nước nghìn hòa của Lạc Tranh đã sớm làm tan chảy trái tim Lôi Tương Nghêu. Dưới bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng của hắn, nàng cũng không hề che giấu cảm xúc, ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt rạng rỡ tình ý. Lôi Tương Nghiêu bị nàng hấp dẫn, lại phát hiện thân thể mềm mại của nàng dưới thân hắn đang không ngừng run rẩy. Trên gương mặt nhỏ xinh đẹp là sự kết hợp của cảm giác đau đớn cùng mê đắm, tỏa ra vẻ phong tình đầy quyến rũ. Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, đặt lên đó những nụ hôn triền miên, từng lần lại từng lần, đầy trân trọng như đối với bảo bối quý giá nhất trên đời. Thương Nghêu, ánh mắt Lạc Tranh có chút mờ mịt, ngập ngừng lên tiếng. Em có phải rất xấu hay không? Nàng đột nhiên nhớ tới công chúa đê mê, đưa ngón tay nhẹ chạm lên môi nàng, hắn khẽ lên tiếng, khiến mọi lo lắng trong lòng nàng tan thành mây khói. Anh chỉ thích nghe em gọi tên anh, thích nghe em nằm dưới thân anh kêu tên anh, cầu xin anh chậm một chút. Giọng nói trầm khàn của hắn vang lên, thẩm thấu vào tận đáy lòng nàng. Lạc Tranh hận một nỗi không thể dùng hai tay che mặt.
Lối thương nghêu bật cười, gương mặt cứ nghị tràn ngập vẻ phong tình. Không cho nàng thêm chút thời gian thích ứng, eo lưng mạnh mẽ húc tới. Lạc Tranh bật ra tiếng kêu có chút kinh hãi. Giờ khắc này nó không chỉ cảm thấy thân thể lấp đầy mà trái tim cũng ấm áp hơn bao giờ hết. Mèo cưng, Lôi Tương Nghiêu khẽ xiết lấy thân thể Lạc Tranh, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương. Trong lòng bàn tay có chút tô giác của hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của nàng, lại lần nữa cúi xuống hôn lên má nàng, đem hơi thở nóng hổi phả lên da thịt nhạy cảm. Từ nay về sau anh sẽ không buông em ra, anh sẽ vĩnh viễn giữ em lại bên mình, người khác đừng mơ tưởng chạm vào em dù chỉ một ngón tay. Đôi môi mỏng của hắn lại lướt trên gương mặt xinh đẹp, ngón tay thon dài khẽ tăng thêm lực xoa nắn bầu ngực tròn đầy của nàng. Thân thể trắng mút trần trụi của Lạc Tranh không ngừng run rẩy, giữ bàn tay đầy ma lực của hắn không ngừng nở rộ. Dục vọng của hắn trong cơ thể nàng không ngừng căng trướng, mạnh mẽ đụng chạm thân thể nàng một cách nhịp nhàng. Gò má Lạc Tranh sớm đã ửng hồng, khóe miệng xinh xinh khẽ khẽ vang lên tiếng rên rỉ mê hồn. So với nhận kích tỉnh kịch liệt trước kia, lúc này đây hắn đem nàng làm cho cảm giác cực kỳ ấm áp cùng triền miên vô hạn. Nói yêu anh, hắn cúi đầu kề sát cánh môi nàng, hạ thân lại dùng sức đẩy tới. Thân thể Lạc Tranh bất giác thẳng tắp dưới sự cuồng dã quán, rồi bắt đầu co rút lại mà không ngừng run rẩy. Nơi cổ họng đang bật ra những tiếng ngâm nga khẽ khẽ hệt như một chú mèo nhỏ mê người. Đôi mắt đẹp sớm đã mở mịt màng sương, những lời yêu thương vô thức lan tràn trên khóe môi nàng. Em yêu anh, những lời tình tứ của nàng khiến hắn hài lòng cười khẽ. Mùi nước cạo râu thoang thoảng cùng mùi hoa hương trên người hắn như hòa trộn mang theo sự hấp dẫn đầy mê hoặc. Mèo cưng, em là của anh, có anh ở đây em không phải sợ, có chuyện gì cũng sẽ giải quyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh hơi nhăn lại, thân thể nó bé không ngừng run rẩy dưới sự cuồng dã của mỗi đợt tấn công mới của hắn. Đôi Tương Nghiêu động tình cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu khiến cho nàng cơ hồ nghẹt thở. Ánh mắt trời xuyên qua dãy hành lang gỗ mộc phản chiếu trên từng gợn nắng lấp lánh trên mặt nước. Lạc Tranh chậm rãi tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu lười biếng, nằm dựa vào khuôn ngực của hắn, tự động tìm tư thế thoải mái nhất, hệt như một chú mèo con ngoan ngoãn lắng nghe từng nhịp đập trái tim hắn. Cảm giác này thật kỳ diệu, giống như nhịp tim nàng và hắn hoàn toàn là một. Nàng cùng hắn không còn là hai cá thể sinh biệt mà hoàn toàn trở thành một thể. Nàng nghe sâu lấy hơi thở của hắn, lắng nghe từng thanh âm thuộc về sinh hắn. Nghĩ tới đây còn chưa mở mắt, trên môi nàng đã ngập tràn nụ cười có chút ngốc nghếch, hệt như cảnh hoa nở rộ ngày xuân, xinh đẹp dị thường. Đôi Thương Yêu sớm đã tỉnh nhưng không hề nhúc nhích, nàng lặng ngắm nhìn người phụ nữ trong ngực, nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng, trái tim hắn như tan chảy, nàng rốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc với hắn. Lần đầu tiên hắn gặp tới tình yêu thật diệu kỳ, thì sao yêu một người lại có thể khiến người ta quên đi bản thân mình. Nghe được tiếng ực nhẹ của nàng, mắt hắn càng thêm dịu dàng. Thấy nàng nở nụ cười không hề mở mắt, hắn không khỏi bật cười thành tiếng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt của nàng, đau lòng cúi xuống thì thầm bên tai nàng. Em tỉnh rồi. Tối qua bởi vì hắn mất khống chế, ăn tham, đến lần này lần khác điên cuồng chiếm hết thiệt tình của nàng, lưu lại trên thân thể nàng bao nhiêu dấu vết của một đêm cuồng nhiệt, khiến hắn giờ nhìn không khỏi cảm thấy đau lòng. Lạc Tranh nghe thấy giọng nói của hắn, trong lòng liền dâng lên cảm giác ấm áp. Nàng vẫn không mở mắt ra mà chỉ dụ đầu vào ngực hắn, bộ dáng lười biếng hệt như một chú mèo con đang mang theo sự cám dỗ mê người. Sao lại không chịu mở mắt ra nhìn anh? Núi Thương Khiêu khẽ hít sâu mùi hương thanh nhã thuộc về sinh ở thân thể nàng, dục vọng dần dần thức tỉnh. Hắn không khỏi thầm cảm thán bản lĩnh của tiểu yêu tinh trong ngực, cho dù nàng không làm gì vẫn khiến cho hắn nảy sinh dục vọng. Lại tranh bị hơi thở nóng rực của hắn quấy phá, không khỏi cười nhẹ một tiếng rồi trả lời. Em không dám mở mắt, sợ khi mở mắt ra rồi chẳng những anh sẽ biến thành mất mà mộng đẹp cũng không còn. Đêm qua Lạc Tranh đã mơ một giấc mơ đẹp, khung cảnh trong giấc mơ giống hệt như những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua vậy. Núi Tương Nghiêu dịu dàng chăm sóc nàng cực kỳ chu đáo, khiến nàng dù đang nằm mộng cũng mỉm cười đầy hạnh phúc. Nhà đầu ngốc, sao lại biến mất được chứ? Mở mắt ra nhìn anh một chút. Núi Tương Nghiêu sao không hiểu được tâm tư của nàng, cho nên hắn càng cố ý trêu chọc nàng, há miệng ngậm lấy vành tai nhỏ xinh. Không muốn, em không muốn, em thích như thế này, bộ ngực của anh thật ấm áp, giọng nói của anh rất êm ái.
Lại tranh căn bản không nhận ra giọng nói của mình đã sớm lộ rõ ý nũng nỉu, hệt như một đứa trẻ bày tỏ sự kháng cự yếu ớt. Cảm xúc này trước giờ nàng chưa từng có. Trước kia khi ở bên cạnh Onukin, nàng cũng chưa từng làm nũng với hắn bao giờ. Nhưng đối mặt với lũi tương yêu, nàng tự nhiên biến thành một đứa trẻ. Nghĩ đến đây, nàng không kìm lòng được, lại duỗi tay ôm chặt lấy hắn. Nhưng chưa tới một giây sau, liền hét lên thành tiếng. Sau đó, đôi mắt đẹp lập tức mở ra. Anh... Chưa mở mắt ra rồi sao? Hắn nở nụ cười đều dù xa nhìn vẻ mặt đầy ngượng ngùng của nàng, không nhịn được, lại vươn tay ôm chặt lấy nàng. Anh đừng động! Lại tranh kinh hoàng mở to đôi mắt, cảm nhận rõ ràng dục vọng khổng lồ của hắn sớm đã thức tỉnh. Hai chân nàng vẫn bị hắn cuốn lấy, đến lúc này càng khiến hắn dễ dàng hành động hơn. Quái thú khổng lồ nóng bỏng kia không ngừng chạm vào nơi thần bí của nàng. Không có cách nào cả, anh đã lên cơn nghiện với em mất rồi. Không còn đợi nàng kịp có phản ứng, núi tương yêu đã cúi xuống, đặt lên đôi môi căng ngọc của nàng một nụ hôn nồng nàn. Cái lưỡi của hắn lại linh hoạt cậy mở khoang miệng của nàng tiến vào, quấn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, hấp dẫn nàng hoặc với hắn. Hô hấp của Lại Tranh dần trở nên gấp gáp, thanh âm ngọt ngào để gợi cảm như thẩm thấu tận đáy lòng đối tượng yêu. Không thể kìm nén lâu hơn, hắn lại lần nữa áp chăn nàng dưới thân, dùng hơi thở nóng hổi đẩy nam tính trên người hòa cùng mùi hương thanh nhã trên cơ thể nàng, hai thân hình triền miên hòa làm một. Ngắm nhìn đôi mắt đã mở mịt màn sương của Lại Tranh, đôi môi đỏ mọng hé mở, lòng đối thương yêu không khỏi sướng lên một cảm giác thỏa mãn vô hạn. Có thể ngắm nhìn nàng như vậy, cuộc đời này của hắn cảm thấy không còn gì để tiếc nuối. Thỏa mãn thở một hơi dài, hắn lại cúi xuống hôn lên môi nàng. Nụ hôn của hắn lúc này càng lúc càng cuồng nhiệt, thân thể hai người không ngừng nóng lên. Bàn tay to của hắn theo từng đường cong mê người trên thân thể Lạc Tranh từ từ chuột xuống, cho nên khi chạm tới nơi tương mật của nàng, thẳm sâu trong đáy mắt hắn chợt ánh lên một chút tinh quái, nở nụ cười tà mị. Bàn tay lại mạnh mẽ khám phá. Đáng ghét! Lại Tranh vội né sang bên, nhìn gương mặt tràn đầy ham muốn của hắn, cười nhẹ một tiếng, cố tình nói: Em không muốn lúc nào cũng phải thỏa mãn ham muốn cực đại của anh như vậy, hôm nay anh không đi làm sao? Anh là ông chủ mà, chẳng lẽ không có quyền nghỉ ngơi? Đối tượng yêu cũng không vội vã bắt nàng, gương mặt đầy hứng thú, nhìn nàng chăm chăm như thể một con báo tinh xanh, đang ngó trừng trừng một chú nai con sắp sập vào bẫy. Nổi lên hứng thú, muốn cùng nàng chơi trò đại bạc bắt gà con. Chinh phục là thiên tính vốn có của người đàn ông, người càng nắm trong tay nhiều quyền lực thì bản tính thích chinh phục lại càng mạnh mẽ. Chẳng phải con người là loại động vật cao cấp hay sao? Chỉ cần là động vật, vậy sẽ có cái bản tính này. Em không quản anh muốn đi làm hay không, tóm lại, em muốn rời giường đi tắm. Là Trinh cười nhẹ nhìn hắn, rồi kéo lấy chiếc áo ngủ màu trắng, che đi thân thể tuyệt đẹp. Cố nén cảm giác đau nhức khắp toàn thân, nhanh chóng xuống giường. Nàng thật không muốn bị hắn biến thành con mồi ở trên giường bị hắn gặm cắn hết lần này tới lần khác. Đối tượng yêu khẽ dạy người vào đầu giường, nụ cười mê hồn cùng thân ảnh duyên dáng của nàng rời khỏi phòng ngủ, nét vui vẻ trong ánh mắt hắn lan tràn tự khóe môi. Hồng Kông, Dư Vũ đỡ cái bụng khá lớn bước ra khỏi thang máy. Trên tay nàng là hàng loạt túi lớn túi nhỏ vừa mua ở siêu thị, bước tới trước cửa một căn hộ, lấy chìa khóa ra mở cửa. Căn hộ khá lớn và có kết cấu tương đối cầu kỳ, chỉ là phòng khách ở tầng 1 giờ đã thành một mớ hỗn độn, trong không khí còn nồng nặc mùi rượu. Diều Vũ hơi nhíu mày, đem túi đồ trên tay bỏ vào trong bếp rồi đi ra phòng khách. Đi tới bên sofa, đích nhìn một thân hình đã ngã xong xoài trên thảm chai sàn, trong tay vẫn cầm chai rượu. Ôn Húc Khiên, hình tượng tao nhã của hắn trước kia sớm đã không còn, áo sơ mi trên người khá nhổ nhĩ, nút áo cũng cực cài rất tùy tiện, râu ria xồn xoàm, tóc tai rối bù. Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua Diêu Vũ, chán hắn lườm cô ta một cái, rồi ngửa đầu đem chỗ sức quần này nuốt hết vào trong miệng. Húc Khiên, đừng muốn nữa. Diêu Vũ nhìn thấy cảnh này không chịu nổi nữa, nên tiến tới định giành lấy chai rượu trong tay hắn. Kể từ khi văn phòng luật bị đóng cửa, hắn suốt ngày chìm trong men rượu, chán trường ngày như một phế nhân, chờ ngày bị gọi ra hầu tòa. Cút! Ôn Húc Khiên đẩy Diêu Vũ ra, không buồn để ý tới bụng cô ta lớn. Sau đó, lảo đảo đứng dậy, nhưng không nổi, lại lần nữa ngã phịch xuống sofa. Húc Khiên! Diêu Vũ kinh hoàng hét lên, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Anh đừng như vậy, em cũng... Bà mẹ đang nghĩ cách mà.
Còn có cách sao? Tôi xong rồi, tất cả hết rồi. Ổn Nô Khiên có vẻ mất kiểm soát hen lên, ánh mắt đều đã đỏ rực vì cồn rượu. Không được đâu, Nô Khiên, Lạc Tranh đã nhận lời xem xét vụ kiện của anh, cô ấy sẽ biện hộ cho anh, cô ấy... Cô đi tìm Lạc Tranh? Ai cho cô đi tìm cô ta? Ổn Nô Khiên đột nhiên như phát khùng, nhìn chăm chăm Dư Vũ, gào lên để giữ tần. Dư Vũ bị bộ sáng của hắn dọa cho sợ, một lúc sau mới dám nói nhí nhí. Nô Khiên, em thực sự không còn cách nào cả. Rất nhiều luật sư danh tiếng ở Hồng Kông đều từ chối vụ kiện của anh, cho nên em mới... Cô đang rất mong tôi chết sớm một chút có phải không? Ổn Nô Khiên cười lạnh, giơ tay túm lấy cánh tay Dư Vũ. Cô chẳng hề không biết, tất cả mọi chuyện lần này đều do Thương Nghiêu làm hay sao? Cô không biết hai người bọn họ hiện giờ đang quan hệ gì sao? Cô còn đi tìm Lạc Tranh? Lạc Tranh hiện giờ là tình nhân của Thương Nghiêu. Nói khó nghe hơn một chút thì cô ta chỉ là một ả điếm nằm trên giường, đằng răng hay chân ra mà thôi. Cô ta là đồ đê tiện. Đồ đê tiện, cô có hiểu không? Nước mắt Dư Vũ đã chảy ra từ bao giờ, cô chút tuyệt vọng lắc đầu lia lịa. Không, Húc Khiên, Lạc Tranh thực sự nhận lời mà, cô ấy có thể... Cô ta hận không thể tận mắt thấy tôi chết mới có ấy. Nếu như được chọn, cô ta sẽ chọn làm công tố viên để buộc tôi chết, chứ tuyệt đối sẽ không làm luật sư biện hộ cho tôi. Ổn Nô Khiên đột nhiên buông tay xa, rồi nhìn Dư Vũ bằng ánh mắt cực kỳ dữ tợn. Sẽ không như vậy, Húc Khiên, anh tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Dư Vũ càng khóc càng dữ. Nhìn cô, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Ổn Nô Khiên tàn nhẫn nói tiếp. Cô tự soi gương xem mình là người có đức hạnh cỡ nào đi. Cũng là phụ nữ, sao cô lại kém Lạc Tranh nhiều đến vậy? Nếu như hiện giờ Lạc Tranh còn là người phụ nữ của tôi, cô ta nhất định sẽ giúp tôi thoát khỏi cảnh khốn cùng này. Còn cô có thể làm gì? Cô có thể làm gì cho tôi? Húc Khiên. Cút, đừng để tôi nhìn thấy cô. Ổn Nô Khiên lại tiếp tục cầm chai rượu khang lên, mở nút rồi rốc vào trong cổ họng. Húc Khiên, anh đừng uống nữa. Tụi em không làm được như Lạc Tranh, nhưng em có thể cùng anh nghĩ cách mà. Dư Vũ cố nén tâm trạng đau đớn lên tiếng. Ai bảo cô ta yêu người đàn ông như hắn chứ? Nghĩ cách? Cách của cô là tìm Lạc Tranh trở lại để giễu cợt tôi phải không? Ổn Nô Khiên lạnh lùng nhìn cô ta. Sớm biết Thương Nghêu làm được nhiều chuyện như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không đem Lạc Tranh tặng cho hắn. Cho dù giữ cô ta lại từ từ hành hạ cũng không để cho hắn sống thoải mái. Khốn kiếp, hắn cho tôi một khoản tiền lớn, bảo tiền mua Lạc Tranh, không ngờ lại quay đầu cắn ngược tôi một cái. Tôi hận không thể giết chết hắn. Húc Khiên, cô có biết tên Thương Nghêu có đáng hận không? Đáng giết thế nào không? Trước đây hắn luôn nhìn chòng chọc vào Lạc Tranh, ngay cả ngày tôi cũng thấy Lạc Tranh kết hôn cùng hắn không buông tha. Tuy nhiên đêm tân hôn tôi uống say, nhưng hôm sau khi tỉnh lại, tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn tay tôi cùng Lạc Tranh hoàn thành đêm tân hôn. Khi tôi nhìn Lạc Tranh trên giường cưới, vẻ mặt cô ta lúc ngủ tràn ngập sự thỏa mãn. Một đôi gian phu dâm phụ lại mặc sức làm tình trước mặt tôi. Vì tiền đồ, tôi nhìn, nhưng mà rồi tôi không thể nhịn được nữa. Ổn Nô Khiên không ngừng nai nhảy, ánh mắt giống như đang soi mói lên những ánh tiên nhìn thẳng hồng học. Húc Khiên. Dư Vũ không biết phải làm sao, chỉ không ngừng rơi nước mắt. Tôi chính là bán vợ để giành lấy tiền đồ của mình, thì sao chứ? Tôi có lỗi gì? Người tìm chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đây là đạo lý mà tất cả mọi người đều hiểu. Ổn Nô Khiên giơ cánh tay, lại đem Dư Vũ tóm lấy, cười lạnh nói. Cô hiện giờ đang mang thai con của cô tôi, cái bụng lớn như vậy, thật là bất tiện. Cô có biết cái lão kiểm sát trưởng kia nổi tiếng háo sắc thế nào chứ? Lão ta lại rất có hứng thú đối với mấy cô trẻ tuổi. Nếu như cô không mang thai, cô có thể dùng thân mình thay tôi để mở đường. Đáng tiếc, hiện giờ cô ngay cả bản thân cũng không thể làm được. Dư Vũ vừa nghe những lời này, trong tim không khỏi dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Paris, Pháp. Từng chiếc lá ngô đồng nhẹ nhàng rơi xuống, lên lên trên mặt nước như những phiến lục bình xinh đẹp, báo hiệu kỳ nghỉ phép thường niên đang tới gần. Ánh mặt trời mùa thu luôn khiến người ta có cảm giác mát mẻ, nhưng tại khu nghỉ dưỡng này chẳng bao giờ cảm thấy chút không khí lạnh lẽo, mà ngược lại, ánh dương luôn hắt từng vầng sáng lung linh trên mặt nước, khiến người ta cảm giác như nhiệt độ đang tăng trở lại. Lạc Tranh quyết định thả thòng thân một ngày. Một ngày nảy sinh tham niệm, hy vọng nỗi Thương Yêu có thể đặt xuống tất cả công việc, cùng nàng ở nơi này thư giãn, không có bất kỳ ai quấy rầy, để tận tình tương hưởng một ngày tươi đẹp. Nàng ngồi trên hành lang cũ mộc, hai chân đung đưa lướt trên mặt nước. Thật không ngờ tới dòng nước lại ấm áp đến vậy, khiến Lạc Tranh có chút bất ngờ nhìn lại.
cẩn thận mới kinh ngạc phát hiện dòng nước lưu truyền phía dưới chính là suối nước nóng. Chẳng trách nhiệt độ nơi này lại luôn cao hơn bên ngoài như vậy. Trong không khí phảng phất hương vị ấm áp của ngày thu bao phủ, lấy hơi thở của nàng thực sự dễ chịu. Có lẽ tình yêu chính là như vậy, cho dù đã sang thu thì cũng tâm tình tốt, người ta cảm thấy khung cảnh tràn ngập sự lãng mạn cùng ấm áp. Trên môi Lạc Tranh vô thức nở nụ cười ngọt ngào. Mỗi lần nghĩ tới lui tương yêu, tâm tình nàng ấy không khỏi có chút rung động, cảm giác như có một dòng bật giọt rót vào tim, làm cho nàng cảm thấy mọi chuyện đều thật tuyệt vời, quên đi mọi thuyền não, chỉ vui lòng vào trong ngực hắn, mới thời gian vĩnh viễn ngừng trôi. Nàng biết một khi hai người họ quyết định đến với nhau sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Đầu tiên là vấn đề công chúa đê mê, sau nữa phải đối mặt với cả gia tộc Louis. Việc này liên quan tới vương tất cả hai nhà, cho nên để cho nàng một mình đối mặt thì nàng tình nguyện làm đà điều từ sớm. Nhưng bây giờ đã khác, có thương yêu bên cạnh, nàng luôn cảm thấy an toàn. Tự nhiên trời có sập xuống cũng không cần sợ, bởi hết thảy đều có hắn thay thế nàng chống đỡ. Khi lối từng nhiều lời biến tiết từ trong ra, thế lại tranh hệt như một đứa trẻ ngồi nghịch nước ở đó. Ánh dương nhẹ nhẹ phản chiếu trên chiếc váy trắng tinh khiết của nàng, tạo thành những cuộn sáng lấp lánh. Mái tóc đen bóng mượt như khúc xạ dưới ánh mặt trời càng thêm sáng ngời. Nàng lúc này không hề trang điểm, dù chỉ nhẹ nhàng như lúc tới công ty. Trên môi hàm chứa nụ cười mê hồn, lộ rõ nụ đồng tiền xinh xinh. Hơi cúi đầu ngắm nhìn bóng hình dưới nước, hàng lông mi dài cong vuốt sập bóng trên gương mặt an tĩnh, dung nhan yêu kiều đầy tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật hàng đầu. Thân hình mảnh mai quen thuộc hiện rõ trong mắt hắn, khiến tâm tình hắn không khỏi rung động kịch liệt. Khung cảnh đẹp đẽ trước mắt này, hắn thực sự không dám tiện đến quấy nhiễu, mà chỉ có thể dựa vào bên cạnh cửa, lặng lẽ đang nhìn người phụ nữ mình ngày đêm mong nhớ, hắn không thể lập tức lấy máy ảnh ra ghi lại khung cảnh rung động lòng người này. Nghĩ là vậy, hắn không kìm lòng được nên lập tức thực hiện, nhẹ nhàng tiến lên phía trước, vòng qua phía sau lưng, rồi cầm lấy di động của nàng, sau đó tìm đúng góc độ thích hợp. Hắn đem dáng vẻ mê người này của nàng lập tức quay chụp lại toàn bộ. Tiếng động nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, bất giác khiến Lai Tranh bừng tỉnh. Nàng mỉm cười quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nén chụp hình mình. Thương yêu, thanh âm của Lai Tranh mang theo sự ngọt ngào vô tận, hướng về phía hắn nở nụ cười nhẹ nhàng đủ để khuynh ngạo tâm hồn. Đối thương yêu nhìn nàng đứng hình người, ngay cả mắt hắn cũng mang theo sự mê luyến cùng chăm chú về phía nàng. Ánh mặt trời khẽ tạo thành một quần sáng nhạt chiếu lên thân hình cao lớn của hắn. Lạc Tranh khẽ ngước mắt nhìn lên, nhìn khuôn mặt cương nghị có chút phong trần bởi vì đã dãi dầu sương gió, cảm nhận hương vị mạnh mẽ tin cậy ở trên người hắn, nhìn ngắm từng cử chỉ đầy khí chất cao quý và quyền uy của hắn. Một con người xuất thân vương giả như hắn lại cực kỳ dịu dàng và yêu thương nàng sâu đậm như vậy, khiến nàng thực sự có cảm giác như đang nằm mơ. Có ai từng nói anh rất đẹp trai chưa? Lạc Tranh kìm lòng không nổi liền lên tiếng hỏi hắn. So với vẻ tuấn mỹ cô liệt, dáng vẻ chín chắn của Lối Tương Yêu lại càng có sức hấp dẫn trí mạng. Anh chị, nghe chuyện của mình em nói câu nó. Lối Tương Yêu cũng lập tức ngồi xuống, kéo nàng ôm vào trong lòng, đổ ngón tay dịu dàng mơn trớn hàng lông mày đen nhánh trên gương mặt thanh tú của nàng, lại nhẹ lướt lên vầng trán mịn màng, rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, cảm thụ sự mềm mại cùng sự ấm áp trên thân thể của nàng. Khóe môi Lạc Tranh vẫn ánh lên nụ cười mê người, khẽ trêu hắn. Đừng mong em nói mấy lời vô nghĩa đó, anh có sức hút với phụ nữ như vậy, đương nhiên có rất người mê luyến dáng vẻ của anh. Lui Tương Yêu hơi nhíu mày, gương mặt tràn ngập vẻ tà mị. Sao anh lại cảm thấy như em đang định hạ thấp anh vậy nhỉ? Đâu có. Lạc Tranh khẽ nhăn cái mũi xinh, hướng về phía hắn cười xỉu. Có nói không có, chẳng phải em đang ám chỉ anh chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng thôi sao? Lui Tương Yêu đưa tay khẽ véo mũi nàng bằng thái độ sủng ái, âu yếm nhìn nàng. Anh nói vậy sẽ phạm tội vu khống đó, coi chừng em kiện anh tội phỉ báng nha. Lạc Tranh nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhắm đôi mắt này cây máu vào lòng bàn tay hắn cỏ nhẹ nhẹ. Động tác này của nàng khiến cho Lũ Tương Yêu bật lên tiếng cười trầm khàn vui vẻ. Con mèo nhỏ ngốc nghếch của anh. Anh mới là ngốc nha. Lạc Tranh khẽ nghiêng đầu, trước hàng mi dài cong vút, ngước đôi mắt có chút mông lung nhìn hắn. Con người đèn nhánh trong mắt nàng mang theo một chút tinh nghịch của trẻ con, cái miệng anh đào xinh xinh khẽ cong lên.
Ánh mắt thâm túy của Lôi Thương Nghiêu như đắm chìm trong ánh mắt nàng. Hắn không nói lấy một lời, bất ngờ đưa tay giữ chặt lấy tích cảm xinh đẹp của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh đúng là đứa ngốc, bị tiểu tinh của em xỏ mũi đi, sáng nay còn bị em hành hạ không ít. Với lời lên án của hắn khiến cho là tranh bật cười. Nụ cười của nàng tựa như gió xuân phảng phất qua một hồ phản lặng, vô cùng đẹp đẽ và thanh nhã. Ai ngại anh chứ? Ngoài em ra thì còn ai vào đây? Lôi Thương Nghiêu cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên phần cổ trắng mịn của Lạc Tranh, nhẹ nhàng gặm cắn và hơi thở nóng hổi trên da thịt của nàng khiến cho thân thể nàng không ngừng run rẩy. Thương Nghiêu, Lạc Tranh chỉ cảm thấy hô hấp của nàng càng lúc càng thêm gấp gáp, vội giữ chặt lấy bàn tay không an phận của hắn, đỏ mặt nhìn hắn nói: chúng ta hôm nay đừng rời khỏi nơi này được không? Em thích anh ở lại sao? Lôi Thương Nghiêu nhẹ nhàng tỉ chán lên trán nàng, rồi lại dịu dàng hôn lên đôi môi quyến rũ, cúi đầu hỏi. Lạc Tranh suy nghĩ một chút rồi bật cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Mà kệ, tóm lại hôm nay không được rời đi, về đây cùng với em. Sự vui vẻ của nàng nhanh chóng lan tràn sang hắn, khiến hắn cũng bật cười, khiến không khí xung quanh càng thêm rộn rã. Đem nàng ôm chặt vào trong lòng, giọng nói đầy sùng ái của hắn vang lên. Đều tùy em không cho anh đi, anh sẽ không đi. Vậy... trong tim Lạc Tranh không khỏi dâng lên một cảm giác ngọt ngào, cố làm ra vẻ nghiêm túc nhìn hắn. Em kêu anh đi thì sao? Lôi Thương Nghiêu liền nở nụ cười tà, đem nàng đặt xuống hành lang gỗ mộc, bàn tay lập tức thuận thế leo lên thân thể mềm mại của nàng, xấu xa lên tiếng. Kêu anh rời đi, anh cũng sẽ không đi, cả đời này em đừng mong thoát khỏi anh. Bá đạo! Lạc Tranh bị hơi thở nóng rực của hắn quấy phá, khiến tâm tình có chút hoảng hốt. Em yêu anh là sự thật, nhưng anh có thể không khống chế bản thân một chút, đừng có hở chút lại lôi em ra gặm gắn điên cuồng như vậy chứ, em đâu phải vật cưng đâu. Em thật xấu. Bàn tay Lôi Thương Nghiêu khẽ vươn lên bầu ngực tròn trịa của nàng, bóp nhẹ một cái như muốn trừng phạt, thành công khiến nàng bật ra tiếng thở gấp, lại đau lòng hôn lên cái miệng nhỏ của nàng, bàn tay cầm lấy bàn tay nàng, kéo chuột xuống phía dưới. Ánh mắt Lạc Tranh lúc này tràn ngập sự bối rối, vừa chạm phải quái thú đang không ngừng căng trứng của hắn, nàng vội vàng rút tay về, đập nhẹ lên ngực hắn. Sao anh càng ngày lại càng hư đốn như vậy chứ? Sắc lang, à không, đại sắc lang. Lôi Thương Nghiêu cong môi nở nụ cười xấu xa, ý người tràn ngập trong ánh mắt và gương mặt của hắn. Tranh, em có lợn như vậy là không quá khách quan rồi, sáng nay ai mới là người không biết trả ơn đây. Không hiểu anh nói chuyện gì. Khuôn mặt nhỏ của Lạc Tranh đỏ ửng lên, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ vì sợ hắn sẽ muốn nàng ngay tại chỗ này. Đây là lãnh địa của hắn, xung quanh lại chẳng có ai có thể giúp được. Hắn muốn làm gì thì làm cái đó. Nàng thật không dám tin hắn có được tinh thần như Liễu Hạ Huệ kia. Được, vậy quan tòa đại nhân cho phép tôi tự biện hộ được chứ? Lôi Thương Nghiêu nở nụ cười để ám muội, điểm đó bày ra bộ dạng có chút nghiêm túc. Lạc Tranh cũng làm bộ dáng nghiêm túc như hắn, suy nghĩ một chút rồi nói: được, bản tòa phê chuẩn, bị cáo có thể tự biện hộ cho mình. Lôi Thương Nghiêu bật cười thành tiếng, cúi xuống ôm chặt lấy nàng. Tối qua Lạc đại luật sư xinh đẹp và thông tuệ, toàn thân bốc hỏa, thân là đàn ông, à không phải, phải nói là kẻ hèn Lôi Thương Nghiêu này đâu thể nhận tâm nhìn thấy phu nhân khó chịu, cho nên nguyện đứng ra gánh vác, dù thân mình thỏa mãn ham muốn của phu nhân hết lần này tới lần khác. Kết quả kẻ hèn tôi đây bị giày vò cả một đêm, còn Lạc đại luật sư thì thỏa mãn chìm vào trong giấc ngủ ngọt ngào. Sáng tỉnh dậy, Lạc đại luật sư lại không buồn để ý rằng toàn thân tôi đang bốc hỏa, hờ hững đem ông xã đổ mặc ở trong phòng ngủ. Quan tòa đại nhân, ngài nói xem vụ này phải xử lý thế nào đây? Lạc Tranh sớm đã cười đến sắp không thở nổi, nàng cho tới giờ cũng không biết Lôi Thương Nghiêu còn có một mặt hài ức như vậy. Không thể bị trêu chọc thêm nữa, nàng rút cục giơ tay đầu hàng. Không được, em cười đến nỗi đau quặn cả bụng rồi. Thật may là anh không phải luật sư, nếu không dâu ria của quan tà cũng bị anh làm cho dựng đứng cái lên mất. Đau bụng, thật sao? Để anh chữa giúp em nha. Lôi Thương Nghiêu khẽ cười tà một tiếng, cúi đầu hôn lên bụng nàng, cho chút nàng một hồi bật cười khỉnh khách. Thương Nghiêu, tay cho em đi, anh thật xấu, rõ ràng là anh hành hạ em, còn nói bậy đổ hết tội cho em. Lạc Tranh khẽ nghiêng người, lấy đi đợt tấn công mới của hắn. Vậy anh phải làm sao bây giờ? Lôi Thương Nghiêu cười xấu xa, đè nàng xuống, khẽ gặm cắn mảnh tay nhỏ xinh. Em biết là dục vọng của đàn ông không thể dồn ngược trở lại mà, nếu không sẽ sinh bệnh mất. Em đã châm ngòi ngọn lửa này, giờ tính bỏ chạy sao? Để lại tự mình châm lửa,
em cũng đâu có làm gì, đều là do mấy ý niệm đen tối trong đầu anh mà thôi. Là Trinh thở dốc nhìn hắn, giọng nói có chút nũng nỉu. Không phải là vì dáng vẻ của em khiến anh không kìm lòng nổi hay sao? Rất nhiều lần anh đã nghĩ, hay là cứ như vậy ở trong em, vĩnh viễn không ra ngoài. Lưới từng nhiều khẽ thì thầm những lời cuồng dã đầy tà ý bên tai nàng. Là Tranh đầu tiên có chút sững sờ, sau đó hiểu ra ý tứ trong lời nói của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, dùng sức đập vào ngực hắn một cái. Những lời như vậy anh cũng dám nói ra sao? Trước mặt em, anh từ trước đến giờ đều không muốn kiêng kỵ bất kỳ điều gì. Hắn thoải mái cười lớn, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Là Tranh nghe vậy, vừa muốn lên tiếng tán gẫu thì di động đặt trên hành lang liền rung lên. Mặc kệ nó đi. Người tình nhờ thế nàng muốn nghe điện thoại, bá đạo đưa tay cạt lại. Hắn từ không muốn có bất kỳ chuyện gì với hỏng không khí ngọt ngào lúc này. Đừng làm rộn, em muốn xem ai gọi tôi mà. Mặc Tranh mỉm cười nhìn hắn, mới lấy di động nhìn lướt qua dãy số hiển thị trên màn hình, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Em sao vậy? Người tình nhiều nước mắt nhìn lướt qua màn hình, toàn có chút giận mình. Là mẹ em. Mặc Tranh bước mặt để hắn ra, bấm nút nhận cuộc gọi, giọng nói đầy vui vẻ gọi lớn. Mẹ. Nữ tình yêu không nghe được phía đầu kia đang nói gì. Hắn chỉ chăm chú nhìn nụ cười rạng ngời, lộ núm đồng tiền trên gương mặt làng Tranh, đáy mắt lộ rõ vẻ khó hiểu cùng nghi hoặc. Mẹ, sao mẹ lại biết thế? Làng Tranh một chút bất ngờ khẽ kêu lên, sau đó nhìn về phía Lũy Tình Yêu, đưa tay chỉ vào điện thoại, cãi lè lưỡi một cái. Nữ tình yêu nhìn nàng, trên môi có chút miễn cưỡng, nở nụ cười vui vẻ. À, bên đó cũng náo nhiệt vậy sao à? Nhưng... Giọng nói của Lai Tranh có chút hàm ý, nũng nỉu khi nói chuyện điện thoại. Anh ấy thật sự rất yêu con cũng yêu anh ấy. Chúng con thật lòng yêu nhau. Nói xong câu đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ ửng hồng. Lưu Thường Nghiêu nhìn cái vẻ đầy ngượng ngùng của nàng, đáy mắt mơ hồ nổi lên một tia đau đớn. Anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho con, mẹ yên tâm đi. Lai Tranh khẽ cắn môi. Mẹ, con xu xếp thời gian đi thăm mẹ. Đầu bên kia không biết lại nói gì đó, nhưng từ ánh mắt của Lạc Tranh không khó nhận ra cuộc nói chuyện này cũng liên quan tới Lui Từng Nghèo. À, mẹ muốn nói chuyện với anh ấy. Mẹ, không cần mẹ đâu. Lạc Tranh có chút bất ngờ vụt lên tiếng. Lui Từng Nghèo nghe khẽ cười tiếng lên, từ đằng sau ôm lấy nàng, lặng lặng lắng nghe thanh âm từ đầu dây bên kia. Lạc Tranh quay đầu, che ống nghe, nhìn hắn nhẹ nhàng nói. Mẹ em nói chuyện với anh. Được. Người tình yêu thu lại ánh mắt của chút nghi vấn, mỉm cười đầy dịu dàng, cầm lấy điện thoại trong tay nàng, trầm giọng nói. Mẹ khỏe chưa? Lại Tranh vừa nghe, đôi mắt đẹp liền trừng lớn, buông tay ý cảnh cáo hắn không được tùy tiện gọi lung tung. Người tình yêu đưa tay dịu dàng vỗ vai nàng, cầm lấy điện thoại. Sau khi nghe được thanh âm đầu bên kia, ánh mắt hắn đang nhìn Lại Tranh tràn ngập sự đau đớn, kinh ngạc cùng nhức nhối. Lại Tranh thấy vẻ mặt hắn như vậy, cảm thấy khó hiểu nên lên tiếng hỏi nhỏ hắn. Người thường nhiều cười cười lắc đầu, mấy giây sau khẽ nói vào trong điện thoại. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Tranh. Đợi con và Tiểu Tranh xử lý xong một chút việc sẽ lập tức bay qua đó gặp mẹ. Trong tim Lạc Tranh tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Sau khi ngắt điện thoại, nàng cố làm ra vẻ tức giận nhìn hắn. Sao anh có thể gọi bừa như vậy chứ? Anh gọi như vậy sẽ dọa cho mẹ sợ đấy. Không đâu, mẹ rất vui mà, sao có thể bị anh dọa chứ? Lưu Tình Nghiêu nói xong lại ôm chặt lấy nàng vào trong ngực, tự nhiên sợ nàng sẽ biến mất ngay lập tức vậy. Tranh, anh yêu em, vĩnh viễn chỉ yêu một mình em. Lạc Tranh bị động tác bất ngờ cùng lời nói của hắn làm cho giật mình, ngẩng đầu lên lại thấy vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, không kìm lòng được nên cất tiếng hỏi. Em sao vậy? Mẹ em đang nói điều gì không hay sao? Không có, chỉ là anh muốn yêu em nhiều hơn một chút. Hơn một chút nữa thôi mà. Hắn khẽ điều chỉnh lại cảm xúc có một chút mất kiểm soát vừa rồi, cười nhẹ. Vừa rồi mẹ chỉ hy vọng anh có thể bảo vệ cho em thật tốt, không để em phải chịu tổn thương, chứ không nói gì khác cả. Lại Tranh là nụ cười, tựa đầu vào ngực hắn. Em biết nhất định anh sẽ làm như vậy. Lại Tranh dịu dàng cất tiếng. Thương yêu, anh biết không, em chưa từng có cảm giác thế này bao giờ. Khi có anh ở bên, em liền trở nên rất yếu đuối, như thể không muốn làm bất kỳ việc gì, cũng không cần làm gì hết. Anh cứ như vậy thay em xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Tình huống thế này em chưa từng dám nghĩ tới, cũng không nghĩ mình sẽ có thể có một ngày muốn vùi mình vào ngực anh như thế này, không muốn có bất kỳ thứ gì khác. Thật ra có một câu Lại Tranh không nói ra là bởi sợ hắn nghe rồi sẽ cảm thấy mất hứng.
Đó là khi nàng còn ở bên cạnh Onukhin, tâm tình nàng chưa từng mềm yếu như thế này. Nàng vốn cho rằng mình và Onukhin là mối quan hệ bình đẳng, ngay cả suy nghĩ cũng rất độc lập. Thậm chí, có những chuyện Onukhin không giải quyết được, nàng đều thay hắn nghĩ cách. Nhưng lúc này, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Lối tình yêu cho nàng cảm nhận hoàn toàn khác biệt, là cảm giác hạnh phúc khi được người mình yêu chăm sóc. Lúc trước, nàng luôn có thái độ e dè với lối tình yêu, tuy trong lòng không ngừng ngưỡng mộ khả năng hô phong hoàn vũ của hắn. Hiện giờ, khi nàng và hắn chính thức thừa nhận tình cảm, thì cảm giác ngưỡng mộ này lại tăng thêm vài phần. Hắn giống như một bến đỗ an toàn, khiến nàng có thể an tâm nguyện lòng cập bến. Nàng không muốn ở trước mặt hắn nhắc đến tên Onukhin, không muốn gợi lại phần hồi ức thuộc hôn nhân thất bại kia. Nàng chỉ muốn cùng người đàn ông này yêu thương một cách đơn thuần mà thôi. Nàng trước giờ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày nàng cùng bạn của Onukhin phát sinh quan hệ yêu đương, cũng chưa từng nghĩ tới người đàn ông mà nàng yêu lại bá đạo cuồng dại đến như vậy. Em vốn không cần phải làm gì hết. Người tình yêu chân thành nói những lời từ tận đáy lòng, đáy mắt hiện rõ sự yêu thương cùng sùng ái với nàng. Anh nói rồi, người phụ nữ mà anh yêu sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời, mà em chính là người đó. Cảm ơn anh, thương yêu. Là tranh kim lòng không nổi, nỉ nón chân, chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn triền miên. Lùi thương yêu ôm chặt nàng, vừa muốn đổi bị động thành chủ động. À, thương yêu, em mới phát hiện ra thì ra dưới đáy sông này là suối nước nóng. Trời ạ, có thể đem dòng suối dẫn tới nơi này không phải làm ảnh hưởng tới dòng chảy, thật là xa xỉ quá. Nàng nghiêng người tránh đi vòng tay hoán, mỉm cười lên tiếng. Nhà đầu này. Lùi thương yêu nhìn ra ý trêu chọc trong ánh mắt nàng, bất đắc dĩ than nhẹ. Nàng thật sự muốn tìm hiểu thiên nhiên hay đang cố tình khảo nghiệm sức chịu đựng của hắn đây? Chẳng lẽ nàng không biết giờ khắc này hắn muốn có được nàng tới nhường nào? Lại tranh cười nhẹ, nhìn dòng nước suối nước nóng chảy phía dưới, tò mò cất tiếng hỏi. Dòng nước này từ đâu mà chảy tới vậy? Đâu nguồn ở nơi nào? Em muốn biết sao? Núi tương nghiêng nhìn nàng cười ta mi, chỉ chỉ vào môi mình. Hôn anh, rồi anh sẽ nói cho em biết. Lại tranh làm ra vẻ khinh thường nhìn hắn. Hóa anh chỉ là tôn trọng anh đã thiết kế ra nơi này mà thôi. Đầu nguồn gì có gì khó tìm chứ. Em chỉ đi nghe ngược dòng suối là biết được rồi. Vừa nói dứt lời, nâng lên xoay người gì. Được được, em đúng là khăng tình của anh mà. Yêu em, anh đành phải chịu thiệt chút vậy. Nữ tình yêu vội vàng đuổi theo nàng, giữ lấy bờ vai nhỏ nhắn, có chút miệng cưỡng nói. Đầu nguồn ở phía trong rừng trúc. Rừng trúc? Nơi này còn có rừng trúc? Lại tranh thật sự kinh ngạc, nàng thật không dám nghĩ tới điều này. Lùi tình yêu cười cười. Đương nhiên, trúc là loại cây có tác dụng điều hòa nhiệt độ tốt nhất. Hơn nữa, khu vực rừng trúc kia còn rất đẹp nữa. Dẫn em đi đi, em muốn ngắm nó một chút. Lại tranh háo hức như hệt một đứa trẻ con. Lùi tình yêu nở nụ cười yếu ớt, nét mặt lộ rõ vẻ tà mị. Thông minh như Lại tranh, đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn. Nàng có chút nũng nịu, kéo lấy cánh tay hắn, giọng nói ngọt ngào vang lên đầy quyến rũ. Anh yêu, cảm ơn anh. Nói xong, nàng chủ động hôn lên môi hắn. Một tiếng anh yêu này khiến xương cốt toàn thân lũ thương yêu như tê dại. Hơn nữa sự chủ động có chút nạp nũng của nàng khiến cho lý trí của hắn như bay bổng trên chín tầng mây. Đừng nói là nàng muốn đưa hắn đến rừng trúc, cho dù nàng muốn đến tận cùng thế giới, hắn cũng tự nguyện đưa nàng đi. Trong lòng tràn ngập vui sướng, hắn kéo lấy tay nàng, dùng ngón tay nàng đan vào nhau, hướng về phía rừng trúc bước tới. Những tia nắng mong manh nhẹ nhàng xuyên qua những đám mây, chiếu những đốm sáng nhạt xuống hai bên đường. Lúc hai người họ đi tới đầu nguồn, đường rừng đã khá nhỏ hẹp, bên phải người trước người sau mới có thể đi vào khu rừng xanh mát. Không khí nơi này cực trong lành. Sau 12 giờ trưa, khí trời mùa thu có một vẻ quyến rũ khó tả, thanh tịnh và dễ chịu. Hít một hơi bầu không khí tươi mới, lại đắm chìm mình trong rừng trúc khiến cho Lạc Tranh như chìm vào trong mộng ảo, cảm thấy mình như đang đắm chìm vào trong giấc mộng đẹp vậy. Là tranh cũng không mấy ngạc nhiên khi rừng trúc nơi này lại xanh biếc như vậy. Có lẽ vị trí địa lý nơi này khá thuận lợi nên khiến cho nó trở thành thắng cảnh giữa nhân gian. Chỉ là lắng nghe thanh âm xào xạc trong rừng trúc đã khiến cho nàng có một cảm giác khó hiểu. Trong đầu thoáng hiện lên một vài hình ảnh xa lạ mà nàng không cách nào lý giải được. Nhìn bóng lưng người đàn ông phía trước, nàng luôn cảm thấy như đã quen biết từ rất lâu rồi. Cảm nhận được Lại tranh dừng bước, đôi thương yêu cũng dừng lại, xoay người nhìn nàng, khiến tầm mắt Lạc Tranh hoàn toàn thu hết bóng hình của hắn. Dưới ánh mặt trời,
thân hình mạnh mẽ của hắn sáng lên hệt như thiên thần, khiến lòng nàng lại không ngừng rung động. Thích nơi này sao? Hắn tiến tới ôm lấy nàng, dịu dàng hỏi. Vâng. Lại tranh khẽ hít lấy mùi hương của hắn, thạt nhẹ một tiếng, vui mình ngoài trong ngực hắn. Có ngày thế này khiến em đột nhiên nghĩ tới một bài thơ. Đái tạo thâm sơn nguyệt thời lượng, quyên tuyên thúy trúc bội sinh tư, hưng minh vất viến cao nan suyết, hàn bích thiên can tục khả y. Nếu nhớ không nhầm, đây là bài thơ Ngoạn Sơn Trúc Nguyệt từ đời nhà Thanh của tác giả Vương Mộ Lan. Nữ thương yêu lên tiếng. Ở Trung Quốc thời xưa thì gọi là thiên nhân, còn được gọi là tác giả. Là tranh đứa mắt nhìn hắn cười nhẹ. Đôi tình yêu khẽ gật đầu, khiếp nhược tiếp thu. Anh cũng nhớ đến một bài thơ đấy. Là bài thơ nào thế? Lại tranh tò mò hỏi hắn. Đôi tình yêu hắng giọng một cái, đọc khẽ. Thường tuyết, sái thiền sáp, tế hương, phủ cửu tôn, vương du lai tử kiến. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lời, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa nhẹ cầm nàng, ánh mắt đầy thâm tình cúi đầu xuống, thì thầm bên tai nàng. Ứng diệt vị tiêu hồn. Đáng ghét. Lại tranh xấu hổ đỏ bừng mặt, gương mặt núi thương yêu tràn ngập sự hài lòng khi nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của nàng, nên đó không tự chủ được, hắn cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn triền miên. Lại tranh cũng động tình, vòng tay qua cổ hắn đáp lại nụ hôn nồng cháy. Dây dưa một hồi, hắn lại đưa lưỡi thăm dò khoang miệng của nàng, linh hoạt cuốn lấy đồng nữ của nàng, điên cuồng mút vào như muốn hút hết thảy hương vị ngọt ngào của nàng. Một lúc sau, hắn mới lưu luyến buông tha cánh môi nàng ra. Người ta yêu nhau thường là nam theo đuổi nữ, chúng ta hiện giờ là quan hệ yêu đương sao? Ủa, còn là trách có chút sườn sập, đỏ mặt nói làng. Em thấy sao? Vậy từ hôm nay trở đi, anh sẽ chính thức theo đuổi em, cho đến khi em cảm thấy hài lòng mới thôi, được không? Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói tràn đầy với sự kiên định. Anh sẽ khiến em cảm nhận được sự hạnh phúc khi được yêu. Là tranh ngước đôi mắt trong veo, nhìn đầy tình ý của hắn, trái tim nhìn như mềm ra nước trước những lời nói yêu thương của hắn. Nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt thâm tình đầy mê hoặc kia khiến trong lòng nàng bắt đầu mất kiểm soát. Lời tuyên bố của hắn khiến nàng thực sự cảm động, vươn tay ôm lấy eo hắn. Dưới ánh nắng ấm áp, thân ảnh hai người triền miên ôm chặt lấy nhau, mang theo hương vị hạnh phúc ngập tràn, nhìn lan tỏa khắp cả khu rừng trúc tĩnh lặng. Hết tập 39. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.